Ủa má, má làm sao vậy má? Sao? Ủa, má khóc hả? Khóc gì? Thôi má ráng đợi đi, tía mới đi có mấy ngày rồi. Đợi chút xíu, coi tía có gọi về không? Má khóc gì? Khóc hồi nào? Lột ba cái hành này nè, cay chảy nước mắt mấy cha. Làm hết hồn. Làm nãy giờ tưởng đâu má nhớ tía, khóc quá trời. Nhớ gì? Muốn đi đi, muốn về về, mắc mớ gì nhớ. Thôi, nói vậy thôi chứ cũng nhớ lắm chứ không phải Giả không? bộ, giả Có bộ. mà. Alo, bà hả? Tôi nè. Trời ơi, ông làm cái giống gì mà giờ này ông mới gọi điện thoại cho tôi? Tôi sốt ruột muốn chết hà. Điện thoại tôi hết pin, không có hay. Sao? Ông đi tới đâu rồi? Rồi được việc không? Có chứ bà, tôi đã học được cái cách trồng nấm rồi đó. Mèn ơi, đi xa xôi chưa học được cái cách trồng nấm hả? Không phải. Nấm này là nấm chế phẩm sinh học, diệt trừ rầy nâu. Chuyện này á, xẻo lá mình á, thoát khỏi được cái cảnh rầy nâu rồi, tôi mừng quá bà ơi. Vậy à, ông thiệt là may. Nè, rồi ông có trả công cán gì cho người ta chưa? Không có, không có công cán gì hết á. Bà tiến sĩ này á là nhà khoa học vì nông dân. Bà phát minh ra là phục vụ nông dân, vì nông dân. Cho nên không có công cán gì hết á. Chàng ơi, sao người đâu mà nhân đức dữ vậy? Thôi, ông cảm ơn người ta rồi còn về nghe. Tết đến nơi rồi đó. Ừ, tôi đang trên đường về nè. Vậy nha. Đi bao nghe. Bà thấy không? Mai đẹp không? Nụ nó nở đã ghê không? Nè, cái cây mai này là nụ nó nở sớm. Chứ còn sau vườn mai mình, gần Tết nha, nó ra nụ y như vậy, đã lắm. Cây này làm như cây mẫu vậy đó. Ông, tôi thấy ông ngắm mai mà vui vẻ yêu đời á. Thấy vậy mà hay đâu mà. Đó, bây giờ mình già rồi, rảnh rỗi á thì mình du thú điền viên chăm sóc cây kỉa. Mà đầu óc thảnh thơi ông hang. Chả bùi chú tư ếch, tối ngày ổng chỉ nghĩ cách lên Sài Gòn làm giàu á. Nhìn mặt ổng lúc nào cũng đăm đăm suy nghĩ hết á, mệt mỏi quá. Lâu lâu bà xã khen câu sướng cái lỗ tai ghê. À bây giờ đó, khi mà mai mà nó ra nụ vậy đó nghe, không được tưới nước nghe. Bà mà tưới nước vô một cái á là Tết năm nay không ăn Tết mà ăn cành mai á, nghe không? Bà sao vậy? Làm gì thẫn thờ vậy? Không không, tôi đang nghĩ là sách có câu đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn ông ha. Ý trời ơi, mai đẹp quá, mai đẹp quá. Trời ơi, nhẹ tay thôi. Mai là tôi chỉ ngắm nhìn thôi, đụng vô nó rụng hết nụ là chết. Ai vậy ông? Chào anh ba chị ba. Dạ. Chào chú Sáu. Cây mai đẹp quá ha, nụ đẹp quá trời. Dạ thôi, hai anh ngắm mai nha. Tôi xin phép vào trong bếp một chút. Dạ. Tôi vô nha. Anh ba suy nghĩ kỹ lại chưa? Anh bán trọn vườn mai cho tôi là anh được ăn ngon ngủ yên. Bây giờ anh đổi ý vẫn còn kịp mà. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Quân tử, nhất ngôn là quân tử dạy. Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn. Mà nếu là quân tử khôn, dù có đem chôn cũng không bán. Mời anh về. Một triệu.
2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Thôi đi ông ơi. Gì vậy? Chừng nào có tiền trong tay hẳn đếm. Bây giờ đếm chi cho mòn chỉ tay. Tới lúc này chắc ăn rồi. Coi như cầm chắc tiền trong tay rồi. Dường mai của tôi, dường mai của tôi năm nay thắng đậm. Trời ơi, tha hồ ăn Tết mình ơi. Thôi, ngủ đi. Chừng nào mà bán mai mà cầm tiền trong tay á, tôi mới tin. Nói không á, không tin đâu ha. Làm mất hứng. Tắt đèn đi ngủ. Ông yeah. Ngồi dậy đi. Tôi nghe có tiếng động ngoài giường kìa. Trời ơi, mấy con mèo nó quậy thì có tiếng động chứ gì. Ngủ đi. Cái này chưng Tết được rồi. Ê, ráng nghe con. Ráng nghe, ráng năm nay ngon lành nghe. Thuốc này là nó làm cho mai nở ráo trọi đó. Ủa? Phun thuốc hả? Mà ai phun mới được chứ? Như vậy là tối hôm qua. Trời ơi, mấy con mèo nó quậy thì có tiếng động chứ gì. Ngủ đi. Hồi đêm. Ai mà chơi ác vậy? Tôi làm gì đâu mà chơi xấu tôi vậy? Tôi nhớ ra rồi ông ơi. Bà biết thằng nào chơi xấu tôi hả? Không phải. Tôi nhớ ra hôm qua tôi lấy nước nóng á, là tôi tưới cây bên kia. Chứ còn vàng bên này tôi không có tưới. Như vậy tôi không phải là thủ phạm làm cho mai nở, đúng không ông? Vua à, không phải thủ phạm vua à. Thì thôi cái chuyện bà không có lỗi đã đành, nhưng mà tiêu cái vườn mai tôi rồi đây nè. Tôi mà biết đứa nào chơi xấu tôi, tôi sẽ bẻ lòi tay nó. Tôi sẽ bẻ... Ê, mai. Tôi bẻ cổ nó. Thôi mà ông, cũng mai á là chỉ mới có mấy cây thôi à, chừng nào mà nó nở hết cả vườn á, lúc đó mình mới tính. Ông, cái miệng bà ăn mắm ăn muối nói bậy không à. Cái thằng nào, đứa nào mà chơi cái trò này nó chưa chịu yên đâu. Để đó giỡn mặt hả, dám chọc giận khủng binh Gia Cát Lượng này. Cái gì? Để yên cho tôi suy nghĩ, tìm cách trừng trị tụi này một trận coi. Trừng trị ai? Nó đi mất tiêu rồi lấy gì trừng trị? Sẽ bắt được. Nè, hôm qua anh Hai Lúa anh mới về. Tôi nghe anh nói cứ giống như là chuyên gia vậy. Có gì đâu chú, tôi cũng được người ta chỉ tôi. Tôi về tôi chỉ lại cho bà con mình thôi. Chứ đâu phải ý tưởng của tôi đâu. Ít bữa nữa thành công rồi, tôi sẽ tổ chức hướng dẫn đại trà cho bà con mình. Anh Hai, cái chế phẩm sinh học này á, tôi thấy hay á. Không ấy anh đừng có tổ chức dạy cho bà con nữa. Bây giờ mình hùng nhau nuôi nấm rồi bán lại cho bà con kiếm lời. Tôi thấy được anh Hai. Cái loại này vừa an toàn ha, mà vừa hiệu quả, không phải phun thuốc. Mình bán giá cao, chắc bà con cũng chịu mua. Chú nói bậy bạ vậy. Tôi lặn lội đi tìm công thức chế biến này là để truyền lại cho bà con mình tự sản xuất cho nó đỡ chi phí. Bây giờ chú đòi giấu bí quyết bán lại cho bà con mình để cắt cổ hả? Chú nghĩ sao mà chú nói vậy chú Tư? Thì anh không chịu thôi, làm gì dữ quá anh Hai. Hay là giờ mình sản xuất rồi mình bán cho nông dân xứ khác. Để tôi lên Sài Gòn tôi làm đại lý cho anh. Anh Hai có bộ được anh Hai. Nông dân xứ nào cũng vậy, ai cần thì mình truyền lại công thức, cách làm,
không giấu giếm gì ai hết. Chú đừng có mơ mộng kiếm lời trên mồ hôi nước mắt của bà con mình nữa. Anh lúc nào cũng vậy hết trơn, cứng nhắc quá. Tôi thấy làm vậy bà con cũng có lợi chứ bộ anh hai. Giờ này qua làm gì nữa cha? Sao không ở nhà ngủ luôn đi? Tao mời 8 giờ sáng, giờ này mới tới. Xong hết rồi. Trời ơi, sáng nay cũng tính dậy sớm qua nhà anh để học cái kỹ thuật sản xuất chế phẩm sinh học nấm xanh nấm trắng gì của anh. Ai dè sáng sớm bực mình, tôi không có còn lòng dạ nào hết trơn á. Chuyện gì á? Quá không biết, thằng nào ác nhân ác đức nó đem cái thuốc gì đâu không biết. Chắc là thuốc để tăng trưởng hay là để thăng hoa hay là gì. Xịt vô mấy cây mai nở hết trơn. Sáng tôi bước ra ngoài sân tưởng như mùng 1 Tết vậy đó. Cười gì ông? Ông thấy tôi bị gì? Ông vui lắm hả? Chắc là anh hai anh đem ba cái thuốc một nấm gì đó về cho bà con trồng nè. Rồi thấy dư thuốc quá rồi bà con biết làm gì. Rồi lấy ba cái thuốc đó phun vô cây mai nhà anh cho nó nở ra hết. Bậy. Giống như mùng 1 Tết vậy đó. Chú không nói ai ta cũng biết chú vô duyên chú Tư à. Không phải thôi à, anh hai làm gì dữ anh hai? Ủa? Mà anh ba biết thằng nào xịt thuốc không? Mấy anh em mình cho tụi nó một trận đi, cho nó chừa. Đúng. Chỉ có thể là nó. Bà ơi. Ơi. Mình về ngoại đó. Bà coi đi về để trời tối nè. Rồi rồi xong rồi. Mình đi mai mới về. Nhớ gài chốt cửa cẩn thận nha. Xong xuôi hết rồi, cẩn thận rồi. Đi. Tiếc quá, mình về mà không có thằng Minh nó đi theo hả bà? Trời ơi, thì thôi, đợi mùng 1 Tết đi rồi nó về thăm ông bà luôn. Thôi mình đi, trời tối rồi. Đi. Giải nó về công an. Giải về công an. Đi mày. Nhẹ tay. Nghe nè, có phải Sáu Thành sai mày làm việc này không? Dạ đúng. Lý do? Dạ. Nói. Dạ nói. Tao biểu mày dạ. Nói xong mày biểu tao nói mày. Mày nói mày. Dạ, dạ con nói. Dạ, tại vì con nghe chú Sáu nói với thím Sáu là mai nhà chú ba đẹp lắm. Con sợ chú Sáu là canh canh không nổi. Mà chú Sáu hỏi mua thì chú ba không bán. Cho nên con mới nghĩ ra cách này. Hay quá. Vì lợi ích của mình mà phá hoại con người khác. Hết nói nổi tụi bay. Bây giờ tao hỏi mày nè. Mày có muốn ở tù không? Dạ không. Con muốn ăn Tết ở nhà. Nếu mày không muốn ở tù, tại sao mày làm cái chuyện như vậy hả? Mày có biết cái tội mày là gì không? Xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phá hoại tài sản của công dân, đủ để cho mày ngồi tù rồi nghe con. Mọt không hả con? Dạ chú ơi, chú tha cho con đi chú. Chú ơi, chú tha cho con đi chú. Dân ra mày. Chú ơi, chú tha cho con đi. Tha cái gì mày? Tại bị cái gì mày? Nói. Tại chú Sáu cho con tiền. Trời ơi chết rồi. Vì tiền mà làm xấu, hại người khác, mày thấy có đáng không? Dạ tại vì Tết tới nơi mà con không có tiền ăn Tết. Làm công quanh năm mà con không đủ tiền mua thuốc cho mẹ con nữa. Chú Sáu hứa là cho mẹ con một số tiền. Chứ lại chú Sáu nói vậy này không có sao đâu. Có gì chú Sáu chịu hết. Vậy bây giờ mày kêu chú Sáu mày ấy nha, lên xã khai hết mọi chuyện. Mày đứng ra làm chứng nghe. Tao sẽ tha mày, được không? Dạ được. Giờ anh ba với anh hai tính vụ này sao, xử này sao? Bây giờ giải nó lên xã đi, để cho công an người ta làm việc. Mấy thằng như Sáu Thành á, mình phải trị tội nó mới được. Dạ. Chứ cái thằng này nó tay sai thôi chứ có gì đâu. Mình tính lẹ lẹ đi ha, hai anh tính sao cho nó lẹ đi. Tôi còn công việc đang đê ở nhà, bỏ không có được. Ba năm hồng ba la sùm mở bển kìa, tôi về hồi là chết với bà. Từ rồi về sau, làm ăn cho nó đàng hoàng.
đừng có nghe lời người khác, người ta số bảy nghe con. Mình làm, mình chịu, chứ người ta không có chịu đâu. Dạ con biết rồi chú, con biết rồi chú ơi, chú tha cho con đi chú. Làm gì anh hai? Gì gì vậy? Móc gì vậy anh hai? Nè, cho tiền về sắm đồ Tết nè. Dạ thôi con không phải đâu, mấy chú tha cho con là con vui lắm rồi. Trời ơi, anh hai, anh làm vậy coi sao được. Tội nó chưa trị, anh còn cho nó tiền nữa, nó làm lừng á. Đúng rồi. Cái lý thế gì nó không qua được cái tình đâu mấy chú. Hoàn cảnh của nó thấy tội nghiệp. Thôi, mấy chú đưa nó lên xã. Tôi phải đi về, đang làm ba cái nấm. Không biết ở nhà ăn nhú nó làm sao nữa. Vậy nha, tôi đi ạ. Trời ơi, này nó hên quá vậy ta. Ăn trộm mà được cho tiền nữa ta. Mày dạ. Lấy đồ, lấy tang vật lên xã dạ. Mày đi. Đây nữa nè. Tư ơi Tư, có nhà không Tư ơi? Đây nè. À. Đâu đi chợ rồi sàn qua đây hả? Qua đây tôi nói chuyện với chị, rồi xong á tôi đi chợ liền hà. Sao? Ba cái cây kiện có bán được không? Nếu mà bán được á tôi đâu rảnh tôi ngồi đây nói chuyện chị làm gì. Ế quá. Bữa nay là 30 Tết rồi hà. Mà còn đăng đăng đê đê. Ủa sao kỳ vậy? Nghe nói bông mai trổ đẹp lắm mà. Đó đó, nhà tôi có cây mai đó. Mà không biết ông làm sao á, mà nó buồn hiu à, thấy chưa? Mai nhà tôi á, đẹp á, thì có đẹp thiệt. Nhưng mà bà con năm nay á, họ sắm sửa đồ ăn nhiều hơn. Ít có ai mua mai đi chân lắm. Mà mai nhà ông ba đời á, đâu phải là mai thường như người ta. Mai kiểu uống biết rồi, tôi biết kiểu mà. Này uống kiểu kia. Cho nên mất tiền lắm. Mà bà con họ chỉ cần mua cây mai nhỏ nhỏ đi chân 3 ngày Tết thôi. Bởi vậy mới chết chứ. Chàng ơi vậy ha. Vậy thôi bây giờ kêu ông bớt giá đi. Rồi coi như mình bán được mà bà con cũng có cây mai chân Tết. Ông cứng đầu lắm. Ông không chịu bớt giá đâu. Ông nói hạ giá vậy là mất giá trị của ổng. Làm cho ổng quê mặt. Cho nên ông nói thà bán ế chứ không để bị quế. Chàng ơi khó dữ hen. Bữa giờ bà biết không, tôi trông vào vườn mai bây giờ coi như là tay trắng rồi, thu không đủ bù chi nữa, thiệt là buồn hết sức vậy đó. Ổng á đang chở mai về nhà chăm sóc á, rồi ổng nói là năm sau bán tiếp, không biết là năm sau có nên cơm nên cháo gì không á, hay là lại trắng tay nữa. Khổ quá. Về nghe. Ủa ráng lo cái Tết cho vui với tụi nhỏ, còn chuyện gì á thì ổng ấy qua sang năm mình tính ha. Ủa tôi nhớ là tôi qua đây rồi có cái gì để nói với bà mà tôi quên rồi ta. Thôi để bữa nào tôi nhớ.
Rồi tôi nói nha. Nhớ rồi. Ông ba, ông kêu tôi qua nói với anh hai. Xin anh hai một ít dung dịch nấm xanh. À, hổm giờ là trong mai không à. Rồi cái đâu để ý ba cái lúa thì đâu. Mới nghe người ta nói cái dung dịch nấm xanh của nhà anh hai xài tốt đúng lắm rồi. Cho nên qua đây xin một ít. Ông đâu có kịp trồng cây nấm nữa đâu. Công nhận á, anh hai anh giỏi ghê vậy đó. Thôi được rồi, để đó tôi nói cho. Cứ lo ăn Tết cho vui đi ha. Về yeah. Đi quên, đi chợ. Ê, nói nghe. Nhờ Khổng Minh năm nay qua đạp đất nhà tôi đi. Tôi coi rồi, tụi nó năm nay hạp dữ lắm. Vậy để ha, tôi kêu. Cảm ơn nha. Đi nghe. Khổ chưa. Công tình là coi như chăm sóc vườn mai. Tới 3 ngày Tết nó vậy đó. Ê trời đất ơi. Ông ơi là ông ơi. Thôi mà, cái gì mà buồn dữ vậy? Thua keo này ta bày keo khác. Ông cứ vậy hoài à. Vậy đi, rồi vui vẻ lên. Rồi phụ má con tôi là dọn dẹp. Tết nhất tới nơi rồi. Vui không nổi. Bao nhiêu tiền bạc tan thành mây khói hết rồi. Bởi tôi đã nói với ông rồi, đừng có đếm cua trong lỗ. Mai chưa bán được đã lo đếm tiền rồi. Đó, bây giờ mất duyên mai rồi, thấy chưa? Tía, cái cây mai của tía không có sao đâu, chưa có bị ế đâu. Sao chưa ế nữa? Chừng nào mới ế? Nguyên vườn mai bán được có mấy cây đâu. Tía, ế tạm thời chứ đâu có ế vĩnh viễn đâu mà tía lo. Cái thằng này đi học trên Sài Gòn á, viết nói chuyện khó hiểu. Ế mà còn ế tạm thời, ế vĩnh viễn là sao? Là như vậy nè. Con tính á, là cái vườn mai của tía cứ để nguyên đó. Mai mốt á, mình đưa vào khu du lịch cho khách nó tham quan. Đó cũng là một phần cơ sở vật chất của khu du lịch đó. Thành phố bây giờ á, mấy người khách người ta ưng mấy cảnh quê, mấy cảnh đồng ruộng người ta thích lắm. Mình kiếm bộn tiền luôn á tía. Trời ơi, nhưng mà chừng nào mới tới cái ngày đó. Du lịch nó phải nhiều món nhiều thứ. Mấy gốc cây không, du lịch du liếc cây gì thì từ từ mình xây dựng. Con tin á, nếu mình quyết tâm sẽ thành công. Chà, được nha, đi học trên Sài Gòn á, con có suy nghĩ chín chắn rồi đó. Ông, con nói đúng đó ông. Toàn là chuyện xa vời. Trước mắt không có tiền ăn Tết nè. Qua Tết là tiền đâu đóng tiền học cho nó. Ở đó mà, nội thanh gì nơi tướng. Chuyện tiền bạc đó, tôi lo rồi. Bà lo? Ở đâu mà có tiền? Bà lo cách nào? Thì đó, bao lâu nay á, tiền lương của ông làm trong xưởng gốm, ông đem về cho tôi đâu có tiêu xài gì đâu. Tôi dành dụm để có chuyện gì thì lấy ra xài. Đây nè, đây là lúc cần tiền xài nè. Cũng may là bà còn biết chắc bóp. Chứ mấy nhà mình là kể như trời ơi. Thì thôi đừng có buồn nữa mà. Đó, ông thấy không? Cuối cùng ông thấy thì sao? Mình làm công mình ăn lương là chắc ăn hơn hết. Thấy chưa? Qua Tết á, đi làm lại nghe chưa? Bây giờ vui lên đi. Rồi phụ má con tôi làm mâm cơm cúng ông bà nữa chứ nha. Rồi vui vẻ lên dọn dẹp nhà cửa vui lên. Trời, công nhận á, ông Phật này linh thiệt. Nãy giờ tôi nằm tôi cầu nguyện tìm cho nó có cái đường ra. Vậy là bây giờ có đường ra rồi. Nè ba. Gì? Ba đó, số 1. Nè má, number one. Mệt cha con bay quá. Đi. Đi lẹ lẹ xuống phụ tôi nha. Lên 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 đường tía ơi. Đây tía. Chào chú hai. Chú hai, thăm ruộng hả chú hai? Hôm nay tía, chú hai đi thăm con thấy tía thành công rồi đó. Kỳ này các bà con mình trúng mùa quá. Trời ơi, không
Bà vụ nắm việc đề nâu này thành công, tía mừng quá. Chắc bữa nào tía đại diện bà con mình lên cảm ơn bà tiến sĩ một tiếng. Dạ đúng rồi đó tía, bà con mình mừng lắm. Mà họ còn nói là chắc là họ sẽ qua nhà mình học công nghệ trồng nấm diệt đầy nâu. Chà, kỳ này bà con mình trúng mùa là cái chắc luôn. Trúng thì trúng, nhưng mà thấy bà con mình cũng chưa hết cực con à. Thì đúng rồi tía, làm nghề nông mà phải cực thôi tía. Không phải đâu con, làm ruộng thì làm ruộng chứ, làm ruộng cũng phải biết tận dụng máy móc để còn thay thế tay chân nữa chứ. Tía lại muốn nói đến cái chuyện mở nhà máy nữa hả? Tía vẫn còn nuôi ý định đó sao? Còn chứ con, không xây to cũng xây nhỏ, không có vốn á thì thuyết phục nhà nước đầu tư, hoặc là mình vay ngân hàng, hoặc là kêu gọi bà con hùng vốn, kiểu gì tí cũng phải làm hết á. Nhưng mà tía, con nghe tía nói cái vụ mà hùng vốn gì đó con thấy cũng hay hay á tía. Tía nghĩ phương án này lâu rồi nhưng mà nó cũng hơi khó. Bây giờ tính kêu bao nhiêu người đây, 2-3 người thì cũng như muối bỏ biển. Kiểu gì cũng phải vay ngân hàng thôi.